kính chào đón quý vị đang quay trở lại với phần tiếp theo của bản tin FBNC. Thưa quý vị, cơ quan an ninh nội địa Mỹ sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị điện tử có kích thước lớn hơn chiếc điện thoại trên chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài nhằm đề phòng những đe dọa khủng bố không lường trước được sau khi cơ quan này thông báo lệnh cấm mới chính thức vào ngày hôm nay. Động thái này của phía chính quyền Mỹ được đưa ra sau khi nước này phải đối mặt với những đe dọa an ninh từ vài tuần trước. Một nguồn tin cho biết, lệnh cấm mới này sẽ được áp dụng đối với 8-10 hãng hàng không nước ngoài. Cụ thể, nó sẽ ảnh hưởng tới 10 sân bay tại 8 quốc gia ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Trước đó, nguồn tin của Reuters cho biết, trong lệnh cấm mới này sẽ bao gồm những chuyến bay đến từ Jordan và Ả Rập Saudi. Phía cơ quan an ninh nội địa Mỹ không hề hé lộ tên những nước khác trong danh sách, song họ khẳng định sẽ không có hãng hàng không nào của Mỹ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm mới này. Hãng hàng không Royal Jordanian của Jordan thông báo trong một tweet rằng những hành khách nước ngoài vào Mỹ sẽ bị cấm mang theo gần như mọi thiết bị điện tử cỡ lớn lên máy bay, thậm chí là những hành khách quá cảnh ở Canada. Tuy nhiên, hành khách vẫn có thể mang theo điện thoại và thiết bị y tế đã được kiểm duyệt. Họ cũng khẳng định rằng, theo như thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, các hành khách không được phép mang theo thiết bị điện tử cỡ lớn trong hành lý ký gửi. Hiện tại, phía Nhà Trắng vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về nhận định trên của hãng hàng không Royal Jordanian. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 năm 2014, chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu siết chặt an ninh với các hãng hàng không nước ngoài và tiến hành kiểm tra gắt gao với điện thoại di động. Họ còn yêu cầu hành khách bật máy kiểm tra trước khi lên máy bay sang Mỹ. Hôm nay, chính quyền Triều Tiên đã lên án những cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đối với nước này trong chuyến công du châu Á của ông trong tuần trước. Đồng thời, Triều Tiên cũng tuyên bố là nước này sẵn sàng đối đầu với bất kỳ cuộc chiến nào với Mỹ. Phát ngôn viên của Triều Tiên thông báo trên kênh truyền hình quốc gia của nước này, Triều Tiên có đủ khả năng và sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến nào mà phía Mỹ muốn. Vào tuần trước, trong chuyến công du của mình tới châu Á, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đưa ra những cảnh báo của Nhà Trắng với Triều Tiên rằng Mỹ sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên có những hành động đe dọa tới Hàn Quốc và lực lượng quân đội Mỹ. Mục đích chính trong chuyến công du tới Hàn Quốc, Nhật Bản với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ, Tillerson muốn tập trung vào tìm kiếm những cách tiếp cận mới với Triều Tiên. Bên cạnh đó, phía Triều Tiên cũng tuyên bố nước này đã tiến hành thử một thế hệ máy mới cho bệ phóng tên lửa và cho đây là khởi đầu của ngành công nghiệp sản xuất tên lửa của nước này. Vì vậy, nó cũng trở thành mối đe dọa mới đối với Hàn Quốc và Mỹ. Thưa quý vị, phát ngôn viên chính phủ Anh vừa cho biết là vào ngày 29 tháng 3 tới, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chính thức khởi động tiến trình Brexit bằng điều luật thứ 50 trong Hiệp ước Lisbon. Những thủ tục cần thiết sẽ được triển khai để rút Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Hôm 20 tháng 3, Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận thông tin rằng chính phủ Anh sẽ khởi động điều luật 50 trong Hiệp ước Lisbon vào ngày 29 tháng 3 tới đây. Thông tin được đưa ra ngay sau cuộc họp giữa Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ hiến thứ nhất của xứ Wales, Carl Wilson. Phía chính phủ Anh cũng khẳng định đã thông báo cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Donald Tusk biết về lộ trình này. Sau khi điều luật 50 chính thức được khởi động, nước Anh sẽ có 2 năm để hoàn tất thủ tục Brexit. Lộ trình 2 năm này sẽ bao gồm các cuộc đàm phán giữa Anh và EU nhằm xác định rõ giới hạn về mặt chính trị, kinh tế và thương mại của đôi bên. Và nếu muốn, Anh sẽ phải tái đàm phán hiệp định thương mại song phương với từng quốc gia trong EU. Về phía EU, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết, có thể trong đầu tháng 5 tới sẽ có một cuộc họp giữa 27 quốc gia còn lại của EU để bàn thảo về mối quan hệ mới với Anh. Quý vị chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thời gian gần đây trên Internet đã lan truyền thông tin cho rằng đóng bảo hiểm xã hội thì không có lợi bằng việc gửi tiết kiệm ngân hàng. Dù nhiều chuyên gia của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã lên tiếng phản bác cách tính này, nhưng những thông tin sai lệch về cách tính này vẫn gây hoang mang trong một bộ phận không nhỏ người lao động. Ghi nhận tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM gần đây của chúng tôi. Thời gian gần đây trên mạng Internet lan truyền bài toán so sánh giữa mức lương hưu mà người lao động đóng bảo hiểm xã hội hưởng được với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Bài toán sử dụng các thông tin cơ bản như mức lương tối thiểu, mức đóng bảo hiểm xã hội và tỷ lệ hưởng hưu trí hàng tháng để so sánh với lãi suất tiết kiệm ngân hàng. Kết quả bài toán này cho thấy mức lương hưu mà người lao động được hưởng thấp hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm gửi ngân hàng hiện nay. Thông tin này sau đó cũng đã gây rúng động trong bộ phận không nhỏ người lao động. Các chuyên gia của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phải lên tiếng, giải thích rằng cách tính này chưa đúng, chưa tính đến việc bù đắp trượt giá và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trao đổi với đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi đối thoại mới đây, nhiều doanh nghiệp cũng đặt lại vấn đề này. Tại vì chính sách của mình là thường xuyên thay đổi nên làm cho người dân có cảm giác là lo lắng. Còn nếu mà mình cái chính sách của mình mà nó ổn định và mình cần phải làm cho người ta có cảm giác an tâm hơn. Tại vì mình thay đổi quá nhiều nên dẫn đến là người ta không an tâm. Còn nếu mà mình sau này mà mình làm chính sách tốt hơn thì chắc chắn người lao động cái quan điểm đó người ta sẽ suy nghĩ lại. Một số khác thì chọn đóng bảo hiểm xã hội, nhưng chủ yếu là vì nó ít rủi ro hơn, chứ không hẳn tin rằng nó mang lại lợi nhuận tốt.
đó là ý kiến của mỗi cá nhân họ cảm thấy như nào. Nếu mà họ lấy cái số tiền đó để mà họ đi gửi ngân hàng thì nếu mà ngân hàng họ không còn làm việc nữa hoặc là họ đóng cửa thì đó cũng là một cái rủi ro. Thì nếu như mà họ muốn mạo hiểm, họ gửi tiền để mà họ không có sợ rủi ro đó thì cái đó là ý kiến của họ. Còn nếu mà mình đóng bảo hiểm xã hội để mình hưởng lương hưu thì đó là cái mà an toàn cho mình, thì đó là do ý kiến của cái cá nhân thôi. Ông Nguyễn Quốc Thanh, trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân ông cũng nhận được một bài toán từ người lao động. Theo cách tính của người đó, mức lương hưu của họ hưởng thấp hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm. Nhưng khi ông tính lại, mức lương hưu này đã được nhân lên rất nhiều. Chế độ hưu trí, người làm nhà nước thì được tính là bình quân 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm rồi tính ra lương cơ sở mới. Còn người làm ngoài nhà nước thì được tính cái hệ số trượt giá của những năm đóng, nó khác nhau. Ví dụ như vừa rồi thông tư 42/2015 Bộ Lao động tính bản này, 2016 Bộ Lao động tính bản trượt giá của 2017. Ví dụ cái người mà đóng bảo hiểm xã hội năm 2000 mức lương 3 triệu thì tại thời điểm 2017 này giải quyết thì sẽ được nhân cho 3,09 lần thành 9.270.000 so với mức 3 triệu đóng 2000. Như vậy thì cách tính là nó có cái gì đó là người ta vẫn có cái chưa hiểu xung quanh vấn đề này. Cũng theo ông Thanh, quỹ hưu trí của Việt Nam vẫn được các chuyên gia quốc tế đánh giá là đóng ít hưởng nhiều. Theo một thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vào năm 2014, thời gian hưởng chế độ hưu trí trung bình của một nữ lao động là 22 năm và lao động nam là 18 năm. Trong khi với mức đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó, số tiền tích lũy được cộng với tiền lãi chỉ đủ chi trả trong vòng 5 đến 10 năm. Hơn nữa, người lao động Việt Nam được nghỉ hưu khá sớm, ở mức 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam. Trong khi các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật, tuổi nghỉ hưu lên đến 65 đến 67 tuổi, nên rõ ràng mức bảo hiểm xã hội của người Việt Nam đang theo hướng rất có lợi cho người lao động. Tôi nhớ một cái bài nào đó cũng như các anh chị phân tích trên mạng, anh chị nói là tại sao Việt Nam đóng lương quá cao 25%, 22% chủ yếu trước trước, nhưng Thái Lan chỉ có 7% à. Đúng không anh chị? Anh chị nào đọc, nếu anh chị nào hay đọc mạng chị thấy 7% à. Nhưng mà người ta không nói hưởng bao nhiêu. Mình đóng 75% hưởng từ 55 hoặc 50% tùy theo anh chị, 55% hay là 60% tùy theo, cho tới 75%. Nhưng Thái Lan họ chỉ hưởng từ 20 cho tới tối đa 30% cái mức tiền lương họ. Tuy nhiên, kết nối này của cơ quan bảo hiểm xã hội lại dẫn đến một lo ngại khác của người lao động, đó là nỗi lo bị vỡ quỹ bảo hiểm xã hội. Thực tế, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, chênh lệch thu chi quỹ hưu trí sẽ ở mức âm 35.962 tỷ đồng vào năm 2031. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp còn 668 tỷ đồng vào năm 2020 và quỹ bảo hiểm y tế thì sẽ hết và bắt đầu âm vào 144 tỷ đồng vào cuối năm 2019. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Bộ Lao động nhiều lần phải lên tiếng đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố vẫn trấn an người lao động rằng quỹ bảo hiểm xã hội là công cụ thực hiện an sinh xã hội của nhà nước. Chắc chắn cơ quan chức năng sẽ không để xảy ra nguy hiểm với nguồn quỹ này. Và cũng xin khẳng định với các bạn là tổ chức bảo hiểm xã hội là một cái cơ quan trực thuộc chính phủ do nhà nước Việt Nam quản lý, chắc chắn sẽ không có việc vỡ quỹ. Tại vì tham gia bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động để thực hiện cái việc an sinh xã hội cho người lao động khi ốm đau bệnh tật về già. Do đó thì nói một cái cách nào đó là nhà nước Việt Nam phải có cái chính sách để bảo toàn cái quỹ bảo hiểm xã hội, đầu tư như thế nào để có lợi và có hiệu quả nhất để chăm lo cái an sinh cho người lao động. Hơn nữa, theo cơ quan bảo hiểm xã hội là một biện pháp phòng ngừa rủi ro khi người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc tử vong. Đây là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức và quản lý nhằm đảm bảo an sinh xã hội, và do là chi phí để phòng rủi ro cho bản thân và xã hội nên không thể tính lãi lỗ như các loại hình đầu tư và kinh doanh. Sắc xanh đã tiếp tục tràn ngập trên hai sàn chứng khoán trong nước trong phiên ngày hôm nay. Giao dịch khởi sắc của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã góp phần giữ đà tăng cho chỉ số VN Index. Thị trường tiếp tục diễn biến tích cực vào đầu phiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt chỉ số với xu thế tăng mạnh cả về mức giá lẫn khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, về cuối phiên sáng, đà tăng này bị thu hẹp đáng kể khi nhiều mã vốn hóa lớn không còn giữ được đà tăng tốt. Bên cạnh đó thì đáng chú ý là cổ phiếu Vincom giảm giá mạnh trước áp lực bán khá lớn. Bước sang phiên chiều, sắc xanh tiếp tục được duy trì trên sàn mặc dù vẫn thiếu sự bứt phá. Giao dịch đang tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng và bất động sản, trong đó cổ phiếu BED đã bất ngờ tăng vọt hơn 10 triệu đơn vị, còn FLC cũng có phiên chạm mức giá trần.
Khép phiên, VN Index tăng nhẹ lên mốc 716,18 điểm, thanh khoản tăng mạnh gần 4.500 tỷ đồng, tương đương trên 230 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HN Index cũng tăng tốc trong suốt phiên giao dịch, sự bứt phá của cổ phiếu ngân hàng ACB trở thành điểm nhấn trên sàn Hà Nội khi tăng mạnh cả về mức giá lẫn thanh khoản. Chốt phiên, HN Index tăng mạnh 1,23%, vượt mốc 90 điểm, khối lượng giao dịch hơn 55 triệu đơn vị, ứng với trên 820 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán Mỹ thì giảm nhẹ phiên ngày đầu tuần do không có nhiều thông tin hỗ trợ thị trường trong phiên giao dịch. Khép phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,04%, chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, chỉ số Nasdaq tăng 0,01%. Nasdaq đã có lúc tăng lên mức cao 5.915,12 điểm vào đầu phiên, nhưng sau đó thì giảm về mức tham chiếu 5.901,53 điểm, tăng 0,01%. Nhiều nhà đầu tư của phố Wall lo lắng rằng kế hoạch cắt giảm thuế của ông Trump sẽ mất nhiều thời gian, vì cho đến thời điểm này vẫn chưa có một thông tin hay kế hoạch cụ thể nào. Trong phiên, nhóm cổ phiếu tài chính giảm mạnh nhất với mức giảm gần 0,9%, tạo áp lực lên chỉ số chung. Trong khi đó, cổ phiếu năng lượng vốn chịu sự biến động của giá dầu đóng cửa giảm nhẹ khi giá dầu phục hồi sau chuỗi giảm mạnh vừa qua. Còn chứng khoán khu vực châu Á ngày hôm nay 21 tháng 3 đã có một phiên giao dịch trái chiều sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc phát hành biên bản họp tháng 3. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số AS 200 giảm nhẹ 0,07%, chỉ số Nikkei giảm 0,34%. Trái chiều, chỉ số Shanghai và Kospi lần lượt tăng 0,35 và gần 1%. Tại Úc, chỉ số AS 200 bị kéo giảm bởi nhóm nguyên vật liệu khi nhóm này mất hơn 0,58% trong phiên giao dịch. Trên thị trường tiền tệ, đồng yên vẫn tiếp tục dưới ngưỡng 113 yên đổi 1 đô la Mỹ trong tuần trước. Về nhóm năng lượng, trong phiên giao dịch theo giờ châu Á, giá dầu Brent tăng 0,48%, giao dịch quanh mốc 51,87 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô Mỹ tăng 0,29% lên mốc 48,36 đô la Mỹ một thùng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin tức trong nước đáng chú ý ngay sau đây. Việt Nam đứng thứ 94 trong tổng số 155 quốc gia và vùng lãnh thổ về chỉ số hạnh phúc. Nhật Bản chính thức khai mạc lễ hội Hoa Anh Đào năm 2017.